Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên vừa tiếp nhận trường hợp trẻ nhỏ 2 tuổi nghi mắc bệnh than. Trường hợp này là bé TTĐ, trú tại xã Vũ Si, huyện Tuần Giáo. Trước đó bệnh nhi xuất hiện tình trạng sốt, nôn mửa, trên cánh tay trái xuất hiện nó tím đen dần hứa. Gia đình đã đưa bé D đến trung tâm y tế huyện Tuổi Chùa thăm khám. Sau đó bệnh nhi được chuyển đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên và được chẩn đoán viêm phổi, nghi ngờ mắc bệnh than. Bệnh nhi đê là trường hợp hiếm gặp vì còn nhỏ và không tiếp xúc với mầm bệnh than. Hiện ngành chức năng đang điều tra yếu tố dịch tễ của ca bệnh để khoanh dùng xử lý mầm bệnh. Trước đó, thì tỉnh Hiện Biên ghi nhận 3 ổ dịch bệnh than với 13 người mắc bệnh liên quan đến giết mổ và ăn thịt trâu bò. Để phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không giết mổ, không ăn, không sử dụng, không buôn bán các sản phẩm từ gia súc mắc bệnh hoặc là nghi ngờ mắc bệnh.